xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của shop Tuấn Ánh nhé. Shop Tuấn Ánh có bằng đến từ Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang. Thì bên em vẫn luôn cung cấp cho các bác là những cái đồ vật tư ngành nuôi ong nhé, chủ yếu là vật tư ngành nuôi ong và một số mẫu mặt hàng săn bẫy, loa đài nhé, loa bẫy chim đêm, loa toa bẫy chim đêm, loa điều khiển từ xa. Đấy thì hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu được cho các bác là cái mẫu lều ngồi ngụy trang nhé. Đấy, lều ngụy trang đấy, để các bác đi săn bẫy hoặc là các bác đi bem đấy, thì có mẫu lều này để mình vào mình ngồi mình đợi hàng đến thôi. Đấy nhá, thì đây mời các bác đón xem chi tiết, em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá luôn nhá cho các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy nhá, thì cái mẫu lều này thì là nó được làm, em xin nói về cái chiều dài chiều rộng trước nhá, thì chiều rộng của nó là bán kính là được 1m² nhá các bác nhá. 1m². Đấy, 1m² nhá. Chiều rộng 1m², mà chiều cao thì cũng được 1m² nhá. Thì ở ngoài thì đây là phần cửa chính này. Đấy. Đây là phần cửa chính nhá. Đây là phần cửa chính. Đấy, phần cửa chính. Đấy, và bốn góc bên cạnh của nó là đều có cửa sổ nhá, anh em có thể thấy nhá. Đấy, bốn góc bên cạnh của nó là đều có cửa sổ. Đấy, đều có được trang bị cửa sổ ở đây nhá. Đấy thì rất là thoáng. Đấy, cho anh em đi săn hàng thì mình ngồi ở bên trong lều thì mình được nhìn ra cả bốn hướng khác nhau. Đó, trước sau trái phải là mình nhìn được hết. Đấy, mình quan sát mình săn bẫy. Đấy, rất là ok. Đấy thì em sẽ mở ra luôn để giới thiệu đến các bác luôn nhá. Đây. Thì với chiếc lều này thì cái mặt trước này nhá, các bác nhá. Riêng đối với cái mặt trước này thì là nó sẽ không có lưới nhá các bác nhá. Không có lưới. Đấy, không có lưới. Đây, nó được bắt lên như này. Đấy, không có lưới nhá. Thì ở bên trong đây nhá, cái chất liệu của nó sẽ là bằng bạt nhá các bác nhá, bằng bạt. Thì cái chất liệu bạt này thì mình tránh mưa, tránh nắng. Nói chung là các bác đi các bác tránh côn trùng đều ok được. Đấy nhá. Thì là những cái chỗ cửa sổ này, đấy nó có 3 mặt nhá, thì mặt cửa sổ đây nhá. Đấy, mặt cửa sổ là nó cũng được một cái lớp gọi là một lớp lưới rồi. À, một lớp màn nhá. Đấy, một lớp màn. Đấy, bọc một cái lớp màn. Đấy. Nhá. Thế bọc một lớp màn thì em cũng sẽ tháo cửa sổ ra luôn cho các bác nhìn để các bác quan sát dễ hơn. Để nó tạo cái độ thoáng nhá. Để nó tạo cái độ thoáng đấy nhá. Thì lớp lưới đen này ấy là kiểu như dạng lưới tàng hình rồi. Các bác đứng từ bên trong nhìn ra thì nhìn nó cũng rất là thoáng thôi. Đấy, nhìn nó rất là thoáng luôn thì nó không kiểu bị bí bách ở cái mắt của mình nhá. Đấy. Điều này các bác tránh nắng tránh mưa là cũng ok nhá. Đấy, với cái chất liệu của cái lều này. Đấy nhá. Rất là ok luôn. Lều ngồi vuông 1m. Đấy, lều ngồi vuông 1m cho các bác thì cái lều này là lều tự bung nhá. Tự bung làm sao để tí nữa em sẽ hướng dẫn sơ qua các cái cách mà để một số bác chưa biết cách để mình gập cái lều này nhá. Đây em cũng gập đây để em cho vào em đóng vào. Đây. Đây nhá. Đấy thì khi mà các bác gập khung vào của nó như này. Gập khung vào nhá như này luôn. Đấy nhá. Thì các bác lấy một tay này, các bác kéo ở cái chỗ này ra này. Kéo một đầu của nó ra. Thì là nó sẽ thành được một, thì là nó sẽ ra vuông góc như này luôn. Nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn luôn các bác là cái cách mà để mình gập cái lều nhá. Gập lều để làm sao cho nó đơn giản và dễ nhất nhá. Gập lều này rất là dễ rồi. Chẳng qua là các bác chưa biết cái cách mà để mình gập lều thôi. Đấy, đây nhá. Đấy. Cái cách gọi là cách gập lều. Đây, nhét hết những cái này vào bên trong. Đây là phần đáy của nó nhá. Đấy, phần đáy. Đây, phần đáy nhá. Thì trước tiên các bác muốn gập lều thì các bác đã gập vào đoạn nhè rồi. Ví dụ đấy, đồng thời một chân bác hơi dẫm vào đây này. Dẫm vào cái đằng vào cái đằng đỉnh của cái lều. Đấy đúng không? Nhá. Thì các bác một tay này, hai tay các bác bám đây. Thì xoay một vòng này. Đấy, xoay một vòng, các bác bẻ một vòng như này vào. Một vòng nghe thôi. Đấy, thế là nó đã vào được trong nhà. Và một tay còn lại bác gập vào đây. Đấy, thì là đã xong một cái lều. Đấy, chỉ hai bước cơ bản như vậy thôi là mình đã gấp được một cái lều. Đấy, để nó gọn nhất cho các bác nhá. Đấy, gọn xong rồi. Nó có một cái túi nước, nó có một cái túi nước nữa cơ. Nhưng em lại vứt ở kia rồi. Đấy nhá. Đấy thì là một cái lều nó như vậy nhá, có một cái túi đựng lều nữa. Đấy rất là gọn thôi. Đấy chỉ hai bước thôi là các bác đã gấp được cái lều. Đấy thì khi mà các bác mở lều ra. Đây thì nó sẽ như này. Đó nhá. Rất là dễ dàng, đơn giản thôi. Đấy nhá.
đây đó, đây cái phần chân của nó sẽ ra, đây em kéo cả phần chân nữa ra đây đấy nhá, rất là dễ luôn. Đấy thì em xin báo giá luôn, công khai cho các bác luôn, thì mới cái với cái mẫu lều này thì bên em đang bán là 400.000, là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho các bác rồi nhá, 400.000 nhá, 400.000 bác đi du lịch hay là đi săn chim thoải mái luôn nhá. Đấy, tránh mưa tránh nắng là ok luôn nhá. Rồi thì mọi thông tin thắc mắc thì các bác cứ liên hệ đến cái số điện thoại mà em ghi trên màn hình nhá, để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các bác luôn nhá. 400.000 là đã bao gồm cái phí vận chuyển rồi đấy, 400.000 là bao gồm phí vận chuyển rồi, thì khi các bác đặt hàng thì các bác được quyền gọi là bóc tay và kiểm tra hàng nhá, đúng cái mẫu mã màu lá như này thì đúng như em giới thiệu trên clip đây, thì các bác vui lòng nhận hàng nhá. Ý lưu ý với giúp em là riêng cái mẫu lều ngồi này bên em chỉ có một màu như này nhá, chỉ có một màu và một mẫu như này thôi đấy nhá. Đấy là 400.000 là bao gồm cái phí vận chuyển cho các bác rồi nhá. Rồi thì các bác cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá, thì để bên em lấy động lực ra những cái video clip hay và những sản phẩm tốt nhất để gửi đến các bác nhá. Rồi hẹn gặp lại các bác ở những cái video clip sau nhá.